Những ngày qua, khoa nhi của Bệnh viện Bạch Mai liên tục phải tiếp nhận những ca bệnh sởi có biến chứng nặng. Bé Bùi Thị Kiều Trinh, 10 tháng tuổi, ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vừa được cứu sống sau 2 tuần nguy kịch. Sự tấn công trực tiếp của virus sởi vào phổi bệnh nhân, một hiện tượng chưa từng gặp trước đây, đang là nỗi hoang mang lớn nhất của các bác sĩ điều trị. Chúng tôi đang cố gắng tìm xem lý do tại sao mà nó lại có một số trường hợp nặng rất là nhanh như thế này. Và khi xem các cái đồng nghiệp của chúng tôi ở các nơi khác thì cũng thấy thế. Thì chúng tôi đang nghi là có khả năng cái virus sởi này đã là một cái típ biến thể khác. Thì cái này chúng tôi đã gửi đi Viện Vệ sinh Dịch tễ để cố gắng làm sao định dưới nhóm để xem là nó có biến thể gì không. Còn tại phòng thí nghiệm của khoa virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ngày nào cũng có hàng trăm mẫu bệnh phẩm được gửi về xét nghiệm. Điều mà các chuyên gia đây lo ngại không chỉ là sự xâm nhập của chủng virus mới D9 vốn chỉ có ở Trung Quốc, Nhật Bản vào nước ta, mà còn là nguy cơ gia tăng độc lực của chủng virus sởi có tên là H1, là chủng virus đang phổ biến ở nước ta. Dù chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân khiến dịch sởi diễn biến khó lường, nhưng các chuyên gia đều cảnh báo sởi không còn là bệnh lành tính. Nghĩa là khác với trước đây, khi ban bay, virus sởi mới tấn công và gây ra các biến chứng. Còn hiện nay, virus sởi tấn công trực tiếp ngay khi bệnh nhân mới mọc ban và gây suy hô hấp. Thế thì cái kiểu gen D9 này trước kia là chưa xuất hiện ở Việt Nam và hiện nay nó bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa có một cái thông tin đầy đủ là cái số lượng các cái chủng virus, kiểu gen của virus sởi ở miền Nam, Việt Nam là toàn bộ D9 hay chỉ là có một vài gen D9. Mặc dù đây là kiểu gen, đúng là kiểu gen của cái con virus sởi này, nhưng mà ở trong cái kiểu gen này nó có một cái sự biến đổi gì về vật liệu di truyền để dẫn đến có tăng độc lực hay không, thì có lẽ rằng cái vấn đề này chúng tôi sẽ phải trả lời trong tương lai. Từ diễn biến khó lường này, các bậc phụ huynh trong mùa dịch khi thấy trẻ có các triệu chứng như ho, sốt thì cần cảnh giác và ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện. Vì một khi sởi không còn lành tính thì việc cấp cứu hay điều trị không thể chậm trễ như trước đây, và phác đồ điều trị mới với bệnh sởi cũng đang là vấn đề cần lưu tâm đối với các bệnh viện, nhất là bệnh viện tuyến cơ sở.